con chị Phương với lại anh Phan Đức, thế nên để xin thầy cái lịch tự. Có rồi. Dạ có rồi hả thầy. Dạ cái là chị nhắc nữa thầy, cho bỏ qua USB cho tụi con. À thầy đã thầy biết cái giấy luôn hả? Thầy biết cái giấy. Vậy thầy để cho vô USB cho tụi con. Không được đâu, có gì đâu. Dạ. Cái lần tự dạ. Dạ. Cái bộ sách đó con. Dạ dạ. Nó tốn được. Thầy cũng vô USB thì mới dễ. Thầy in ra được thầy mới đưa vô. Thầy đưa vô cái bộ sách đó. Dạ, như vậy là thầy thấy cái chủ đề tụi con làm như vậy là có được không thầy? Được chứ đâu. Vậy là được chứ không thầy? Dạ. Để cho người ta đọc dễ hiểu. Dạ. Đọc hết cái bộ Điều Dịu Sứ Phật á thì người ta cũng hiểu. Nhưng mà mấy con tóm lược là cái gì nó nhóm nào nó theo nhóm nấy á, người ta dễ hiểu hơn. Còn cái kia á, nhiều khi người ta hỏi cái chỗ nào đó thì trả lời chỗ nấy thôi, thành ra nó không có phân ra từng nhóm. Dạ. Con hiểu không? Dạ. Cái đó là lại từ vì theo cái suy nghĩ của tụi con trước hết là cho người ta biết mê tín chánh tín. Dạ. Khi mà biết mê tín chánh tín rồi thì người ta phải học về đạo đức, là nẻo về đạo đức. Mà khi có đạo đức rồi thì người ta mới biết được chánh đạo tà đạo, phải không thầy? Phải rồi. À, tại vì anh có đạo đức rồi thì anh biết chánh đạo tà đạo. Mà khi có chánh đạo tà đạo, ta hiểu rõ rồi thì lúc đó ai muốn theo học giới định tuệ? Đi lần từng bữa, thầy bởi vì thầy đạt rồi thầy mới cho cái lời giới thiệu. Dạ, thưa thầy, cái phần giới định tuệ đó thì cái tập hình như cái tập số 5, số 6, số 7 á, thì anh Thông Đức á, anh dùng tức ra trong cái bậc tăng minh diệu điện trạng chứng giác, thì như vậy mình có nên hay không, hay là tìm tức cho chỗ khác? Nói chung là về cái giới luật của Đức Phật là những cái hành động sống nó có đạo đức, cho nên nó gọi là giới luật, chứ không có cái gì khác. Cho nên nó là cái bộ đức hạnh, bộ giới luật đức hạnh rồi. Mà mình nói giới luật thì nghe nó tôn giáo quá, chứ nó là cái hành động, những cái sự sống của mình nó đem đến cho mình, không làm khổ mình, không làm khổ người. Nó là cái đạo đức mình, toàn bộ là những cái hành động sống đó nó nói lên được cái điều tốt đẹp ở trong Phật giáo, cho nên gọi là giới luật. Còn anh hay chị mà làm sai cái hành động sống đó đó thì thiếu giới luật, không đúng giới luật. Cho nên nói giới luật là nói cái danh từ đó, mình đứng trong góc độ tôn giáo, chứ thật sự ra thì đó là đạo đức, không có giới luật gì hết. Nó là đạo đức chứ không phải là giới luật. Không phải giới luật để dễ hiểu đó con. Dạ. Chứ còn nói nó giới luật thì nó góc độ của tôn giáo. Dạ. Anh là một tu sĩ hoặc một cư sĩ mà thọ tam quy ngũ giới rồi mà còn vi phạm những cái hành động thô tháo như vậy thì chưa xứng đáng, thôi không? Cho nên nói đạo đức là nói chung cho con người mới biết sửa mình trở thành những cái hành động tốt của ngài mà không có làm người, mà chính đó là giới luật Phật, từ trong giới luật Phật mà viết ra, tức là mình giải thích ra cái hành động đó, cái oai nghi đó. Chẳng hạn nào như bây giờ thầy vô trong cái nhà của một người cư sĩ, một tu sĩ thì cách thức ngồi hoặc nói chuyện nó như thế nào, chứ không phải vô đó muốn tay muốn chân, rồi hiểu không? Đó là đức trong những giới luật nó dạy mình những cái hành động sống để đối xử nhau mà rất là nhẹ nhàng, rất là đức hạnh. Còn mình không học không biết, vô nói hứng quá múa tay múa chân tùm lum là lạ. Nói lúc thì nói cà lâm, lúc thì bật mẹ, lúc thì thế này thế khác, nó đủ lại. Còn khi mình thấy dạy rồi thì mình biết cách, mình nói ôn tồn nhã nhặn. Đối với người lớn cũng vậy, người già cũng vậy, người trẻ lúc nào mình cũng cung kính và tôn trọng sự sống của nhau, không có mà thấy nó nhỏ hơn mình coi cái dễ nó đem vào, vậy là sai. Lúc nào tôn trọng đến nỗi mà con vật như con kiến, con trùng những cái chân mình cũng phải cung kính tôn trọng sự sống của nó, vì sự sống nó bình đẳng với nhau, ai cũng muốn sống. Đó là những cái bộ sách đạo đức này, mà nếu mà nhóm học được nó có biết đâu. Có thể, nhưng mà tại vì cái chắc có lẽ anh nói về cái giới định tuệ đó, thành ra anh tích trong cái ba minh luyện giải tỉnh giác,
thì con hỏi thầy, thầy có thấy là nên tích trong đó ra trong chỗ ba tập giới định và mình luyện giải tỉnh giác hay là được mình con cũng được, tích trong đó nó bị ức chế tâm tâm mình liệu cái tỉnh giác đó, thì cái tỉnh giác coi chừng nó bị ức chế ý thức của chúng ta rồi. Chừng nó sai. Dạ, vậy con được. Cái gì nó giới định tuệ, nhưng mà mình không gì ức chế cái ý thức của mình, không niệm gọi là định, để nó tự nhiên mà nó thân tịnh, nó ly dục ly ăn pháp thì nó không niệm. Bây giờ mình chống khu, mình cố gắng mình tu cho nó đừng có niệm thì cái này trả. Tức là mình diệt cái ý thức. Dạ. Trong kinh, trong khi kinh Pháp Cú của Phật dạy ý làm chủ, ý tạo tác, ý dẫn đầu các pháp. Tại sao bây giờ cố gắng tu tập để cho cái ý nó bị ngừng, nó không có khởi niệm có gì hết? Tại mình sai, mà trong khi một phụng mình còn tham sân si. Đó, bây giờ chị như vậy là thưa thầy, như vậy có cái ý như vậy hiện nay trên phổ biến trên trang mạng toàn cầu á, là mình có ba cái website. Một cái là Nguyên Thủy Chân Như, thì trong cái Nguyên Thủy Chân Như đó là nó có cái bậc ba bên luyện tỉnh thức, luyện tỉnh giác, thì mình ảnh cũng in trong đó xuống. Rồi cái thứ hai chỉnh lại chứ còn in phổ biến kiểu đó nó sai. Sai rồi nó giống như các cái hệ phái tôn giáo Phật giáo khác cũng. Nói chung là Phật giáo hiện giờ người ta dạy cũng ức chế ý thức à. Họ không có biết đường tu đâu. Ở đây thì dùng cái ý thức để ly dục ly pháp, chứ không phải diệt cái ý thức. Mà cứ cái pháp nào tu cũng diệt cái ý thức, làm cho cái ý thức nó đừng có khởi niệm, mà họ nó đi vào định. Cho nên Đức Phật nó giới mà mình sống đúng để ly dục ly ác pháp thì giới nó mới sanh định. Chứ ai mà ngồi thiền mà nhập định bao giờ? Còn mấy con thì cứ lo mà ngồi thiền để mà định, thì ngồi thiền ức chế ý thức chứ sao? Người ta đâu có ngồi thiền, người ta đâu có gò bó thân tâm của mình ngồi kiết già được cho nó thẳng này kia bắt. Đó là làm cho mình khổ. Để ngồi thoải mái tự nhiên sống cái tâm hồn của mình, thân tâm nó không bị gò bó trói buộc đâu hết, tức là giải thoát cái gì. Rồi bắt đầu từng cái tâm niệm tham sân si của mình nó mới khởi ra. Tại vì mình còn tham sân si thì nó phải có niệm chứ sao. Mà niệm khởi ra thì cái tri kiến của mình, cái hiểu biết của mình, cái đúng thì để mà cái không đúng thì diệt. À, như vậy là gọi là ngăn ác diệt ác, mà sanh thiện tăng trưởng thiện. Cho đến khi tất cả các ác pháp đều bị ly hết rồi thì còn thiện thì nó là bất đạo, bất động tâm. Vậy thôi. Nhưng mà phải đi cho đúng con đường, chứ tôi không biết cách để xả cũng không hết nữa. Nói tôi xả chứ coi chừng tôi quân vô nhiều. Quân vô nhiều. Tại vì tôi cái vấn đề đó cho thầy là có nhiều người thắc mắc tại vì cái ba cái trang web nó thành ra bây giờ cái nào cũng có cái vấn đề hết, thành ra ta biết cái đâu để mà chuẩn. Thì giờ theo như thầy thì thầy nghĩ như sao? Thầy thì nói chung mà ai thấy những cái bài dở của thầy viết hay thì cứ đưa lên đó. Thế thầy có biết cái trang web sao? Thầy cũng không có lên đâu đã bây giờ. Có nhiều thì, nhưng mà chuẩn đó thưa thầy, để mà chuẩn cái trang, tức là làm sao mình thống nhất được, tại tất cả đều cùng mục đích là để mà đưa cái pháp Phật mình đến thì nói chung là chuẩn. Nói chung là cái người nào họ muốn làm cái trang web mà đưa lên thì người nào cũng thì đọc hay, mình đọc mình cảm nhận thấy cái bài thuyết giảng của thầy hay thì người ta cũng muốn đưa lên hết. Vì cái khả năng người ta có làm được cái điều đó thì người ta muốn cho mọi người cũng được như mình. Cho nên thầy cũng không cấm cản cái vấn đề đó được. Bởi vì tại cái người đó họ thấy hay thì họ cứ đưa, mà muốn đưa mấy trang cũng được, thầy chẳng cản. Nhưng mà thầy có lời khuyên như thế này nè: mình thấy hay mà người khác chưa thấy hay, rồi coi chừng động tâm họ. Chẳng hạn mình đưa lên mình thấy hay quá, cái nó đụng ở bên đại thừa, người ta tụng niệm cúng bái cầu siêu quả, mình cứ đưa lên nó, tức là mình vô tình mình dập người ta, thì coi chừng người ta không để yên mình đâu. Cho nên mình tránh những cái điều mà thầy nói đây để cho mình nghe, mình biết cái sai để mình tu, chứ không phải đưa lên quảng cáo cái điều này mà đánh lộn nhau trên những cái trang web không được, đấu khẩu để nó không có đặt xong, con hiểu không? Cho nên vì vậy đó,
khi một khi mà đưa lên cái trang web trên đó để mà phổ biến rộng ra đó, thì những cái bài pháp dạy lợi ích cho sự tu tập, chứ những cái bài pháp mà chỉ cái sai của người khác thì không nên đem. Ai cũng cho mình đúng hết, nhưng mà khi mà mình tu làm được chủ được thì chừng đó người ta theo mình chứ sao. Có gì mình chưa tu được mà mình nói quá thời xưa đây này. Nên thầy nói khoan nói hả, ráng tu hả, chừng mà tôi thấy tôi làm chủ được sinh già bệnh chết rồi đó, tôi rút cái kinh nghiệm tôi nói về cái chỗ tu thôi. Còn những cái mấy ông mà tu hoài mà không được thì nào cũng phải thêm lại thôi. Như vậy là trong cái trang web Nguyên Thủy Chân Như thì đưa lên những cái bài viết của các vị trong cái khóa tu chánh kiến, và đưa lên những cái bài viết như là cái bài mà luyện ba minh sở tỉnh thức, mà trong đó là thầy đã nhuận lại Bởi vì thầy thấy nó còn cái chỗ ở trong cái cuốn đó, tập đó, nó còn cái chỗ ức chế tâm. Con đọc, em chỉ đọc thì có thấy sai thôi. Bởi vì nó phải đi vào cái chỗ ly dục né pháp xả tâm bằng cái tri kiến giải thoát, chứ không phải bằng ngồi ức chế. Như vậy được, cho nên nó chưa được. Thầy chỉ nói để cho cái người mà viết lên đó, qua cái kinh nghiệm bản thân, khi mặc dù tu pháp của thầy, nhưng mà người ta tự kiến giải ra cách thức người ta tu thì người ta ức chế. Thì thầy khuyên khi nào mình tu đúng là mình không có gò bó thân tâm của mình chỗ nào hết thì đúng, mà mình gò bó là sai. Cho nên vì vậy những cái mình phổ biến đừng có phổ biến cái mà sai đó, cái mà theo cái bản thân của mình tu mình thấy nó hỷ lạc cái này kia, mình ngồi nó không có niệm rồi sanh ra hỷ lạc. Thầy nói nó tưởng chứ hỷ lạc cái gì, nó thay vì nó đau nhất trong thân của mình á, thì đó là thọ khổ, thì mình nghe mình sợ. Nhưng mà thọ lạc thì mình thích, thì nó cũng là thuộc về lại dục cái gì. Ở đây tôi cũng có thọ lạc thọ khổ gì hết, khổ thì không sợ mà lạc thì không ưa, không có ưa thích nó, thì như vậy mình mới vượt ra khỏi hai cái cám dỗ này, mới là giải thoát. Cái con mình kẹt rồi, trời bữa nay tôi ngồi thiền sao mà hỷ lạc quá, ở đây chết rồi bị dụ nó đưa vô cái hang động của nó rồi. Bởi vì nó khôn lắm, nó khôn thậm chí như thế này nó buồn ngủ rồi nó thôi để ngủ chút cho khỏe để dậy tu. Ở cái đầu của mấy con nó khôn ghê gớm, nó dụ mấy con đi ngủ, có ai buồn ngủ quá nghe nó lừ đừ quá, thôi ngủ chút làm nó cho tỉnh để dậy tu cho tốt hơn. Con thấy nó trúng thôi, con thức dậy rồi để không ngủ tiếp. Bởi vì hay lắm, cái tâm của mình nó dữ lắm, ngon khôn lắm. Cho nên trong những cái điều kiện hiện giờ thì thầy nói chung là mấy con thấy hay thì mấy con cứ đưa lên thôi. Nhưng mà thầy nói đưa lên đừng có đụng chạm với thiên hạ là được. Sợ đụng chạm, ví dụ như thầy nói thì dạy để thấy cái sai cái đúng cho mình tránh thôi. Nói dưới như mấy con đến đây thầy nói mấy con nghe, bắt đầu mấy con thấy này dũng quá à, mấy con đưa lên đó là bắt đầu tranh luận nhau à. Thì đừng có đưa mấy cái đó, mà đưa cái pháp mà giữ gìn cái tâm bất động thanh tàn an lạc của sự của mình. Mỗi lần có chuyện gì buồn phiền nhắc tâm bất động thanh tàn an lạc của sự, tất cả đều là nhân quả. Có gì mà buồn phiền thì mình thấy cái tâm mình xả xuống nó vui vẻ thì vậy là được rồi. Ai có muốn tu thì tôi chỉ cho vậy. Chứ còn tôi không có nói chuyện khác nha, tôi không có nói trình độ. Trình độ mấy ông niệm phật sao cứ niệm. Thưa thầy, cái vấn đề thứ hai để con muốn đề cập với thưa thầy đó, là mấy cái sách của thầy đó, tại vì cũng có ý kiến của anh Thông Đức ở trong đây này, thì anh không có đi được bữa nay là tại anh bị té gãy tay. Anh không có đi, anh gửi cho tụi con cái email, nhưng mà tụi con cũng muốn trình lại với thầy coi cái ý của thầy như thế nào. Cái thứ nhất là về cái vấn đề bây giờ cái website thì thôi, bây giờ cái website đó người nào thích thì họ đưa lên, nhưng mà họ đọc thì nếu mà họ đọc mà họ nhìn thấy là cái website có những người khác viết á thì có lẽ là họ sẽ bớt họ không đọc, mà chỉ đọc những cái website nào mà của thầy thôi, thì đó là cái sự tự do của họ, với lại sự tự do của họ đưa lên trên mạng nha. Mà còn ví dụ như thầy in trong sách á, trong sách mà thầy in ra thì đó, thầy có thể thầy
thấy cái lấy cái một cái website nào đó để thầy chuẩn làm cái website là đường hướng của thầy đó, thì cái đó là con chỉ nghĩ đó thôi. Bây giờ thì chỉ có cái chân là .org với lại cái chân như .net. .net thì mới sau này, nhưng mà chân như .net thì nó cũng chưa có đầy đủ đó, thì tùy thầy con. Chứ nếu mà trên sách á, mình in ra đó, mà để ba thứ hết luôn á, thì lại lọt vô cái chỗ người khác Phật đệ tử nhất lách, thì nó cũng có đúng lắm đó. Thì cái đó tùy thầy. Ví dụ giờ mình in sách ra thì thầy để trên đó là có thể theo dõi những cái bài vở gì đó, hay là những cái bài pháp gì của thầy đó trên cái website chân lạc đất org hay là chân như đất âm đất nét. Tại vì giờ con không dám đề cập tới chân như đất nét là tại vì trên đó có nhiều cái bài không phải của thầy giảng, của những vị thầy khác giảng và những vị Phật đệ tử của thầy nhất đó, thì cái đó là tùy con. Đó là cái ý kiến thôi, con chỉ đưa lên cho thầy cái ý kiến đó thôi. Cái thứ hai nữa đó, cái điều này là con nghĩ mà thầy thì con biết thầy rất là bận. Khi mà thầy viết sách xong đó, thì thầy cũng muốn, tụi con cũng muốn xem để mà đem đi xuất bản. Nhưng mà trước khi mình đem đi xuất bản đó, thưa thầy, thì phải có một người khác việc qua giúp thầy cho nó đỡ mấy cái lỗi chính tả hay là những cái gì mà gọi là sơ sót đó, thưa thầy. Thì con cũng có cái đề nghị á, thì thấy anh Thông Đức này có vẻ ảnh rất là chú tâm, ảnh bỏ hết cái thời gian của ảnh vô trong cái pháp của thầy. Thành ra nếu mà được như vậy đó, cái mới mốt mà thầy viết cái gì xong á, thầy gửi lại cho anh Thông Đức hay là gửi cho con, rồi con sẽ đọc, rồi xong rồi gửi trở về rồi mình đem đi xuất bản, thì cái như vậy thì nó mới đỡ cái phần sai sót nhỏ nhặt không đáng, không có đáng lắm. Nói chung là dù mấy con có tích cực có làm cũng sơ sót. Dạ, yeah, đúng rồi, có qua nhiều lắm. Yeah. Cho nên trong khi đó, khi mà cái tác phẩm mà viết rồi đó, thì về tôn giáo thì như thầy đứng trong góc độ tôn giáo thì phải gửi nhà xuất bản tôn giáo. Yeah. Rồi không phải cái người làm giám đốc và cái người biên tập cho nhà xuất bản tôn giáo đó, mà khi mà tác phẩm thầy gửi đến đó, họ cũng không có cái quyền để mà chứng cho cái tác phẩm mình in đâu. Họ đưa vô ban tôn giáo chính phủ đầu. Ở trong đó thì nó có một vài hòa thượng ở trong đó chứ không phải không. Cho nên khi mà đưa vào trong đó, cái ban mà nó duyệt ở trong đó, ban tôn giáo chính phủ nó duyệt rồi thì nó mới trả về cho nhà xuất bản tôn giáo. Nhà xuất bản tôn giáo đó mới đưa qua một cái người biên tập. Yeah. Biên tập của nhà xuất bản tôn giáo, họ đọc cái tác phẩm của thầy, những chữ chính tả cái gì đó họ sửa lại hết. Sao lại lúc sau này con thấy họ sửa như vậy? Là tại vì không biết đào. không biết họ có chịu khó họ sửa đâu, chứ đó là cái trách nhiệm của bây họ giờ, đó thật sự thầy thật hồi xưa có sửa. Hồi xưa mà hồi mà anh Trung á, anh Nàng á, thì anh cũng sửa một mớ rồi thì đưa vô đó, họ lại cũng có sửa, con thấy là có sửa. Nhưng mà lúc sau này 12 cửa vào đạo nè, muốn chứng đạo cái tu pháp môn gì là con đọc mỗi môn con đưa cho cô Trang đó, cuốn sách đó, lúc mà con tu tập ở trong đây đó, thì là thấy trong đó là không có những cái lỗi. À, không biết chứ đó là cái nhiệm vụ của nhà xuất bản tôn giáo đó, nó có cái ban biên tập của nó. Thì trong ban biên tập đó, thầy biết là cái chú Lý cô gì đó nữa đó, ba bốn người là. Cho nên khi nó ở bây giờ chú Lý chú biên tập về những cái tác phẩm của thầy, còn cô gì đó biên những cái sách vở khác. Nó có cái ban ở trong cái nhà xuất bản tôn giáo rồi. Cho nên như vậy thầy biết là bây giờ mấy ông này khi mà sửa rồi cái tác phẩm mà của họ mà duyệt, họ sửa rồi đó, thì mình in phải cho đúng cái đó, chứ mình in sai họ không chấp nhận. Yeah. Họ không chấp nhận đâu con, trời ơi, con được một phần nghĩa kỹ lắm. Yeah. Bởi vì những cái câu mà thầy nói mà đụng chạm cái hệ phái khác đại thừa đó, hoặc là thầy nói ví dụ như bây giờ thầy nói như thế này thì họ sửa lại hết đó con. Thầy nói về cái đường lối mà tu tập của các sư thầy của Việt Nam từ xưa đến giờ là do các sư thầy Trung Quốc đưa qua, chứ Việt Nam không có cái gì gọi là Phật giáo. Thầy nói Trung Quốc thì mấy ông này nói ngoại quốc, chứ không có dám để Trung Quốc hay nước ngoài, chứ không dám nói trạng ngoại Trung Quốc đâu, mà sửa lại đó. Cho nên khi đó thầy họ để nước ngoài thôi,
họ không dám để Trung Quốc. Sứ tha cho Trung Quốc truyền qua Việt Nam rồi. Đúng mà thầy còn xác định thêm nữa, tư tưởng của người Trung Quốc luôn luôn muốn cai trị đất nước Việt Nam, mà cai trị bằng quân đội không được thì cai trị bằng tư tưởng. Cho nên đưa các sư thầy qua đây để mà cai trị tư tưởng của dân tộc Việt Nam. Cho nên toàn bộ những kinh sách này dạy ngu dân, cầu cúng mê tín không ngu à. Có phải không? Trung Quốc dạy mình qua đây để cúng cầu siêu, cầu an này kia, kinh Di Đà, Hồng Danh, đồ quyên là của Trung Quốc chứ của ai? Việt Nam mình có viết thứ kinh đó đâu? Có phải không? Thầy dạy mặt hết. Thì mấy cái ông kiểu Việt này rất sợ đấy ha. Để cái tên Trung Quốc thì rất sợ để nước ngoài thôi. Nó họ khéo léo lắm chứ đâu phải hỏi cái cho con. Dạ, nhưng mà thầy nói thẳng nó là dạ ý chị Phương muốn nói là sửa những cái lỗi chính tả căn bản, nhiều khi nó cũng sai những cái lỗi chính tả sửa thầy là... đơn giản ví dụ chữ lần lượt cái viết chữ C, cái đó phải có những cái người ta chỉnh lại một chút xíu, cái đó là bây giờ đó lần. Bây giờ ở đây nó có cái ban nó chỉnh sửa chứ không phải không, nhưng mà điều kiện hiện giờ đó, thí dụ chẳng hạn bây giờ sau khi mà đưa ra xin phép á, cái ban nó nói diệt lại. Cái ban này tuổi trẻ sinh viên không à? Là mấy cô Liên Hạnh Tâm, Hạnh Liên này kia đó chứ còn yếu rồi. Hạnh Liên với lại Đức rồi, với lại mình gì mình Hạnh Liên với mình Đức mình Phúc gì đó, cái cậu gì đó. Có không? Mình Đức. Mình Đức thì có trong đó rồi. Rồi còn cậu nữa, Tâm Phúc. Rồi. Dạ. Còn một số còn nữa xin thầy, thầy nói khoan đã, thầy đừng đang làm việc mấy con chính tả hoặc này kia đều là thành sao cái đàn. Dạ, chính thầy chỉ lo ngại á, là chỉ xin phép không được thôi. Dạ. Chứ xin phép được thì mình chỉnh rồi mình in càng tốt chứ sao. Dạ. Rồi cái nhiệm vụ của nhà in á, nó mình đưa xuống á, nó cũng làm cái nhiệm vụ, nó cũng chỉnh lại cái tác phẩm của mình, những cái lỗi chính tả nó sửa lại mà nhà in á. Rồi cái hình dáng của cuốn sách in cái cỡ nào mình cho nó in theo cỡ này. Yeah. Nó qua nhiều khâu làm việc lắm. Mà mấy con mà có rảnh thì mấy con đọc lại, có gì thì mấy con cứ ghi ở trên nó. Ví dụ như cuốn sách này giờ có cái gì mấy con đọc, cái chữ này sai. Yeah. Hoặc là đánh vi tính nó sai, nó nhãi hay sao đó, nó thiếu sót thì mấy con cứ ghi vô đó, thì người ta sẽ lấy cái tập này đó, người ta sẽ đưa ra, người ta sẽ ghi lại đầy đủ nha. Tức là mình làm để trước mình cùng làm nha. Dạ, cùng làm trước cái này đó thầy. Ví dụ như thì những cái này mình không có nên rõ trong đây, tại vì để đây cái không có thấy rõ chữ đó. Chữ đen chữ trắng đó, rồi cái nền, nếu mà nền hình màu đó thì mình thấy nó rõ, còn mình in ra đen trắng rồi cái nó hết thấy rõ. Ngoài cái này là chưa qua cái nghiệp vụ chuyên môn của cái những người làm. Yeah. Khi mà chuyên môn họ rồi đó thì họ làm cái những cái này in ra trắng đen đó. Yeah. Nó lờ cái này hết. Đúng. Dạ đúng. Nó thành ra nó bóng một cái hồ sen thôi. Yeah. Những cái bông sen thành ra cái chữ này nó nổi lên. Yeah. Mà này thật sự ra cái này nó chưa có qua. Chưa có qua. Chưa có qua. Vậy thì mình phải nói là mình phải chuẩn bị có một cái ban gì đó. Bây giờ thì bây giờ mới chuẩn bị nè, con thấy như vậy là nó đem lúa. Yeah. Phải không? Okay. Nhưng mà khi mà qua cái nghiệp vụ chuyên môn, người ta đâu có làm cái chuyện vậy. Yeah. Trời đất ơi, đâu nó rõ ràng đó chứ. Bởi vì khi mà con đưa lên mạng, con lấy cái chữ ra ngoài hết. Con lấy ra ngoài giống như vậy. Chứ con không có để trong nó, tại vì giờ người ta không thấy đó. Thành ra không thấy, thành ra bây giờ nếu mà con, cái đó là chỉ cái đề nghị của con, nếu mà thầy thấy, nó có ở đây có một cái nhóm người họ đã góp ý cũng với con vậy. Yeah. Thầy nói cái nhiệm độ vụ đó là nhiệm vụ của mấy con chuyên môn rồi. Yeah. Còn thầy thì có nhiệm vụ giết con giết thôi. Dạ. Còn mấy con lọc hình làm gì đó, mấy con thấy đọc cái đoạn đó nói như vậy thì mấy con cần phải làm cái hình gì thì mấy con cứ làm. Yeah. Thầy không có rầy cái điều đó đâu, mấy con làm trang trí cho nó đẹp, không sách có gì đâu. Vì vậy thưa thầy, bây giờ con nghĩ như vậy là cái ví dụ như có một ban một số người đọc coi lại hết rồi làm gì, rồi trước khi mà ra in, trước khi phải có một người nữa coi lại, tức là thật sự như thầy nói, dầu có coi đi nữa vẫn có bị sai sót, bị còn sai sót. Dạ, thành ra mình phải có hai cái lượt người, một lượt người đại coi những cái sao rồi mới xong, rồi trước khi tái in mình mới coi lại lần nữa, để dựng sắp xếp hình ảnh
rồi một cái đó là con nói cái này, còn cái cuốn sách mà 37 phẩm trợ đạo đó thầy, có một cái là con thấy nó cũng hơi, tại vì thầy dạy con hồi xưa mình làm cái gì thì ảnh nó phải phối hợp với cái nội dung của cuốn sách đó, thì cái cuốn sách của 37 phẩm trợ đạo vấn đề đưa cho con đó, thì mở ra đó thì lại có một cái trang đầu đó thì để cái hình ảnh sông nước rồi để là quê hương tôi đẹp lắm, có sông hương núi ngự cái hết, cái dưới này mới để hai câu thơ dưới này mà để trong cái 37 phẩm trợ đạo, thành ra con thì con không hiểu, con nói không hiểu thầy đó. 38 phẩm trợ đạo có một cái phẩm nó nói nhiều quê hương tổ quốc. À, chứ đâu phải đạo Phật dạy mình vô ơn quên đất quên nước quên non đâu. Cho nên vì vậy mà cứ thấy những cái hình ảnh không biết tại sao quê hương tôi đẹp lắm, không ngờ là quê hương tôi đẹp lắm, tức là sông núi non đều là pháp của người ta tu hết. Trong 37 phẩm trời đạo của ta mà người ta để như vậy mà mình học 37 phẩm trời đạo mà không thấy. Quá tuyệt vời. Cuốn sách nó 37 trợ đạo để dẫn chúng ta trở về yêu thương tổ quốc chúng ta, yêu thương bản thân chúng ta để thực hiện sự giải thoát. Đạo Phật có 37 pháp môn chứ đâu phải nhiều nữa. Đạo Phật ngờ. Bởi vì con mới thắc mắc, con nói không biết sao mà để trong đó. Bởi vì thầy nói nếu mà hai người chứng qua là hắn ngồi đây nói chuyện chắc mấy con điên cái đời. Đạo Phật thì có đâu có biết. Lầm vào những cái bài pháp rất tiểu bần, ta không nói bằng ngôn ngữ. Mấy con thấy chưa? Cái sự hiểu biết của cái tri kiến của mấy con là cái sự hiểu biết của tri kiến của thế gian, nó không phải là sự hiểu biết của sự giải thoát. Làm sao mà thấy được cái hiểu biết của cái người chứng đạo nó cách một trời một thánh, trí tuệ của thánh của mình phàm phu, làm sao mình nhìn cây cỏ thì mình thấy được cái gì trong đó. Cho nên khi mà thầy đưa cái nói cái bắt đầu thầy biết các người này chắc đối đầu hết rồi, nhưng mà thầy biết là lần lượt rồi phải hiểu thôi. Bây giờ bên đây con giải tỏ được cái này, tại vì con hơi thắc mắc, không nói thầy phải có cái ý gì trong đây. Tại vì con nói với cô Trang, cô Trang nói là thầy để cái con nói thắc mắc không biết làm sao, bây giờ con phải hỏi cho nó ra về thầy giảng, thì con rất cảm ơn thầy rất nhiều. Rồi cái xong rồi đó thì cũng có những cái vấn đề thôi thì bây giờ mấy cái vấn đề để sẽ sách đó nói cái chỗ để chuẩn bị cho cái mà mình theo cái chủ đề mê tín chánh tín đó này. Trong cái 12 đường về xuất phật đó, thì trong đó chẳng hạn như coi luật là trong cái 12 nhân duyên á, hồi trước trong cái đường về xứ thần của thầy á thì dạy về 12 nhân duyên, duyên nhiên á thì chưa có cái là thủ rồi mới tới ngủ, thầy giữ đúng trong kinh cái đó đẹp kinh rồi. Dạ, thầy giữ theo đúng cái kinh, nhưng mà khi mà thầy viết 12 cửa vào đạo đó thì thầy đã sửa lại thì là tụi con nghe là dạy là hủ rồi mới tới thủ có rồi mới giữ. Dạ, chứ còn có hủ rồi mới tới thủ thì bây giờ khi tụi con sẽ in trở lại mê tín chánh tín thì tụi con xin phép thầy có sửa lại những cái điều đó cho đúng hay không, sửa lại nữa là con không có giữ như vậy là giờ tụi con sẽ sửa lại, mình in là phải sửa lại hết để không nó trật đó. Dạ, lại tức là do lúc như vậy thì khi mà sửa lại thì trong cái lời tựa của thầy cũng xin phép cho tụi con vài câu để nói tụi con tự ý sửa là cũng không được, mà phải không đâu, sửa đúng là được, phải cần nói vậy. Với lại con cũng nói với họ cái vấn đề mà 12 nhân duyên đó thầy, vô minh hạnh sanh thức. Bây giờ thay vì chỉ thức mình sửa lại chữ nghiệp, vô hành sanh nghiệp là quá hay nè, hành sanh nghiệp rất là dễ hiểu. Hổng thì thầy nói bây giờ bữa nay con không biết gì. Bởi vì chính nó từ cái chỗ vô minh nó sinh hành hành sinh thức, nhưng mà gì trong kinh nó nói thức là cái biết, nhưng mà sự thật cái nghiệp làm sao thì mình vô minh mình mới làm những hành động đó ác thiện mình cũng chưa hiểu đâu. Nó vô minh mà còn hiểu thì nghiệp là quá đúng chứ sao. Giờ tụi con được phép sửa không thầy? Sửa chứ, bởi vì cái gì để cho người ta hiểu tôi sẽ giải thích, bởi vì kinh nói như vậy mình phải hiểu vậy chứ không thể hiểu thức.